giờ không có quen ai hết á, không biết giới thư sao. Cái mới nhờ ông cậu á ngoài đọc cho biết. Dạ. Vậy là cái câu cuối cùng á là cái tâm trạng của cậu em hay tâm trạng của em? Cái câu cuối cùng là của em. À. Em một thời gian sau cái em bị tai nạn, lúc đó bác sĩ nói là chỉ còn 40% sống thôi. Ôi trời. À, lúc đó gia đình em có liên hệ với Trinh nè. Trên cấp tốc ở thành phố chạy về chăm sóc cho em suốt một năm trời. Em nằm bệnh viện suốt một năm trời. Hứa là phải làm, mà không hứa không được, bắt buộc phải hứa. Đường nào cũng chết nè. Đường nào cũng chết là đúng rồi. Giống như bắt em hứa mà em không hứa là cũng phải hứa. Phải hứa cho bây giờ. Hứa là phải làm. Không làm là chết. Là chết thôi. Xin chào hai bạn. Dạ, em xin chào quý vị khán giả và chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Thanh Phương. Hiện tại em 24 tuổi và đang làm đầu bếp. Thanh Phương 24 tuổi hả? Dạ. Sao nhỏ xíu vậy? Ôi. Rồi, dạ, còn em? Em tên là Phương Trinh, em 25 tuổi, hiện tại em là giáo viên ạ. Em là đầu bếp đúng không? Dạ. Em là giáo viên. Sắp sửa đoán đó. Chắc chắn là em nấu bếp trong trường của vợ em đúng không? Dạ, trong trường... Dạ không? Dạ không. Tội nghiệp lắm, ngứa nghề, đi đoán hoài không bao giờ trúng. Trời ơi, gì đâu. Rồi, thế gì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Hồi xưa thì là cấp 2 thì... học chuyển cấp lên cấp 3 thì em qua trường của vợ học. Thì qua bên đây em không có quen ai hết á, thì sáng nào cũng ngồi trước sân cờ thì thấy vợ em lên dẫn chương trình, vừa làm bí thư đoàn trường mà vừa dẫn chương trình. Thì em thấy dẫn chương trình thấy cũng dễ thương, thì em thấy thích vậy thôi, nhưng mà thấy kiểu cũng qua kho của trường mà mình đâu có dám nói gì đâu, cũng khó quá bỏ qua thôi. Rồi sao mới tìm cách làm quen? Nhưng mà lúc đó em có biết là bạn này để ý em không? Dạ không, tại lúc đó nhiều đông quá rồi mình không có để ý tới ai hết. Dạ. Với lại vừa là bí thư vừa là quá khôi như vậy, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều các anh nhìn trộm em và là rất muốn cua em đúng không? Dạ chắc vậy. Chắc vậy. Chị thấy bạn này cũng đẹp trai mà dạ. Lại một người đàn ông mà hay ngồi ở cột cờ ở trong trường là phải có một cái điểm gì đó làm cho mình để ý chứ đúng không? Dạ. Thì cái lúc đó trường có tổ chức đi tham quan, em là người thu tiền. Bạn này lên văn phòng đoàn trường đóng tiền cho em, vừa lên thì nhìn thấy em cười tươi, cái lúc đó cái nụ cười rất là sáng, hàm răng trắng đều. Cái ấn tượng đầu tiên đó chính là cái nụ cười của bạn. Trời, hàm răng trắng đều nghe tả tưởng kem đánh răng không ạ. Rồi cười xong rồi có nói gì nữa không? Dạ không, lúc đó không có nói hết chị, tại vì em tính em vui, đi đâu gặp ai cũng cười hết á. Dạ. Rồi cuối cùng là ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em ghẹo bạn, em viết một cái lá thư đòi làm quen với bạn, giỡn thôi. Nhưng mà khi mà bạn nhận được cái lá thư á thì bạn hồi âm lại. Bạn nói nếu như mà chị chấp nhận em với chị quen nhau thì thôi mình đổi cách xưng hô là Phương với Trinh. Lúc mà nhận được thư thì cảm thấy cũng buồn mà cũng vui. Buồn là tại vì tự nhiên sau qua khỏi trường biết bao nhiêu người theo đuổi mà tự nhiên lại viết thư cho mình. Mình không biết cái này thiệt hay giỡn nữa. Còn vui là tại vì tại mình thích bạn này trước rồi. Mình giờ viết thư ngược lại cho mình thấy cũng bỡ ngỡ. Mà nào giờ không có quen ai hết á, không biết viết thư sao. Cái mới nhờ ông cậu á ngồi đọc cho viết. Dạ. Vậy là cái câu cuối cùng á là cái tâm trạng của cậu em hay tâm trạng của em? Cái câu cuối cùng là của em. À. Còn cái tâm trạng của cậu là kỳ lắm. Em nhận được cái đó em xúc động không? Lúc đó mình chủ đích của mình là giỡn thôi, nhưng mà khi nhận được cái lá thư thì thấy cái dòng chữ nó chân thật quá. Mình không có nở lòng mà mình giỡn nữa. Nên thôi là chấp nhận quen. Nhưng mà chị hỏi nè, lúc mà tụi em đến với nhau vậy á, tụi em có cảm thấy khó khăn gì không? Sau đó thì quen 3 năm chị thì mới phát hiện bạn có nhắn tin thả thính với một cái bạn gái khác. Trời ơi. Rồi sau đó thì em không có chấp nhận, mới là chia tay bạn. Thì khi mà chia tay thì cũng hối hận, nhắn tin năn nỉ em, nhưng mà em vẫn không chấp nhận. Rồi bao lâu thì mới chấp nhận mà quen lại? Dạ thì em một thời gian sau cái em bị tai nạn, lúc đó bác sĩ nói là chỉ còn 40% sống thôi. Ôi trời. Lúc đó gia đình em có liên hệ với Trinh nè. Trinh cấp tốc ở thành phố chạy về chăm sóc cho em suốt một năm trời, em nằm bệnh viện suốt một năm trời. Thì em nói trong bụng, nói là chắc chắn mình phải cưới được cô này. Lúc khó khăn nhất thì cỏ bên mình thì mình chắc chắn mình cưới cái này hơn. Thì đó là có số phu thê đó. Nói chung là của người đàn ông nó bị hay quá. Khi mà hoạn nạn thì mới biết ai sẽ là cái người mà trăm năm với mình. Giờ thử đi mấy ông chồng cũng vậy. Lúc mà khỏe mạnh đi bồ đi bịch ha. Đúng rồi. Thử ngã bệnh xuống coi. Chỉ có một con vợ già đó. Đúng rồi. Không có một em bánh bèo nào xuất hiện. Đó cho nên là các bạn nào mà nghe cái câu chuyện này thì làm ơn đi, rút kinh nghiệm đi đó. Giờ thử nói chung là coi. Mình phải khuyên những anh chồng trẻ, những anh chồng già cũng vậy ông nội. Ghê lắm. Nghe nè, rồi bao lâu thì các bạn mới chứ để hỏi này đó Trinh à, nguyên một năm trời em chăm sóc cho chồng em á, thì cái động lực nào để em làm chuyện đó? Sau khi mà chăm sóc được khoảng 2-3 tháng á,
bạn có nói với em một câu là bây giờ anh bệnh em chăm sóc cho anh, nhưng mà nếu một ngày anh thật sự khỏe lại, nhất định anh sẽ chăm sóc như em đã từng chăm sóc cho anh. Thì chính vì cái câu nói là coi như là bao nhiêu cái giận của mình nó tan biến hết rồi. Hay không nào? Dạ. Nhưng mà cái lúc mà em chăm sóc chồng em á, em có nghĩ là anh ấy sẽ khỏe lại như lúc mà anh chưa bị bệnh không? Tại vì á, thực ra nằm mà một năm trời là nặng lắm chứ đâu có đơn giản em ạ. Đúng rồi. Dạ. Đúng lúc đó là bị tắc ruột chị, mổ phải đưa hai túi ra hai bên, đi vệ sinh bằng túi. Còn mình xót dữ lắm, mình xót, mình chỉ biết mình thương. Trong đầu lúc đó nghĩ không biết là dại hay là khôn, mà lúc đó chỉ nghĩ một điều là nếu như mà nằm một chỗ thì mình vẫn chăm sóc. Trời ơi. Có nghĩa là nếu anh không khỏe nằm một chỗ em cũng vẫn sẽ chăm sóc anh. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 7 năm rồi. 7 năm. Rồi lấy nhau được mấy năm rồi? Tụi em cưới nhau được 1 năm. 1 năm. Ồ. Vậy là rồi. Sau hôn nhân thì sao? Đó. Cái tật xấu có bị lòi ra không? Dạ có, cũng hơi nhiều. Thứ nhất chính là không biết tự chăm sóc cho bản thân của mình. Dạ lúc nào cũng đợi nhắc nhở đi xa thì anh ơi mặc áo khoác vào, không chịu mặc. Đến khi bệnh thì về mua thuốc uống. Cũng dạ mua. Dạ. Thứ hai đi làm về cứ ôm iPad từ trưa tới chiều tối vậy. Thậm chí là nhiều khi ôm iPad ngủ ngon lành luôn. Ôm iPad nhiều hơn ôm vợ. Trời. Đôi khi là cảm thấy mình ganh tị với cái iPad của bạn. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ giỡn nhây, cực kỳ nhây luôn. Lúc nào mà em muốn nói chuyện nghiêm túc là càng nhây với em càng giận là càng nhây càng giỡn. Ví dụ như hỏi em ơi ăn sữa chua không, em nói dạ ăn. Thế là không ăn hả, em nói dạ ăn. Cái nói không ăn phải không, cái em nói dạ ăn. Rồi thôi không ăn thôi. Giỡn mà đến cuối cùng vẫn còn giỡn chị. Hoặc là lâu lâu mình tình cảm xíu mình hỏi anh ơi anh có thương em không, không. Đến khi mà em giận rồi á thì nó thôi mà thương rồi. Nhây lắm chị, cực kỳ nhây. Cái đó là bây giờ trường phái hài nhây á. Dạ. Bây giờ tình đại nổi cồn. Rồi còn gì nữa không? Dạ không, dạ hết rồi. Hết hả? Cái đó là dễ thương. Cái đó là nói tóm lại là lấy hết những cái tật xấu đó gom lại đi học xong thành cái tốt. Theo trường phái hài nhây của Mr. Bean. Thôi vậy thì vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì hơi nóng tính với lại nghiêm khắc quá. Với lại đúng giờ. Còn ngoài tật xấu nhưng mà tính tốt đó à. Nghiêm khắc là có nghĩa là ví dụ như là hứa là phải làm, mà không hứa không được, bắt buộc phải hứa. Dạ, đường nào cũng chết đó nha. Đường nào cũng chết là đúng rồi. Giống như bắt em hứa, em không hứa là cũng bắt phải hứa. Phải hứa cho mình được. Hứa là phải làm. Không làm là chết. Là chết thôi. À chà. Ví dụ như đi với bạn bè, hứa bao nhiêu giờ đó về, trễ 5 phút điện hoài luôn. Mà mình đâu có canh thời gian mà sát sức dữ vậy. Ví dụ cho hỏi thoải mái xíu. Mỗi lần mà trễ về nhà thì giận thể hiện sao? Còn dữ lắm, nhìn mặt ứng. Nhìn mặt ứng. Rồi bây giờ là em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, em chỉ muốn là vợ em nói chung là thoải mái một xíu, cho em vui vẻ với bạn bè một xíu. Còn ngoài ra là vợ em quá tuyệt vời, không có gì hết. Em sao? Điều duy nhất là em mong chồng thay đổi chính là tự chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn. Tại vì một lần là xém mất đi cái tính mạng của mình, nên là em rất là quý trọng cái sức khỏe của chồng em. Chỉ hy vọng một điều duy nhất đó thôi. Chắc có lẽ là vợ em không muốn em đi nhậu nhiều quá, cũng là một phần là lo cho sức khỏe của em. Sợ ảnh hưởng cái ruột. Đúng rồi. Ruột nó có phốt rồi nó bị yếu đúng không? Nhưng mà cái mong muốn của chồng em á, mà để cho chồng gọi là có thể thoải mái một chút á, thì em có cảm thấy là mình có thể chấp nhận được cái mong muốn đó không? Dạ, tại vì ra khung thời gian nó cũng có lý do. Tại vì tối thứ bảy bạn đi ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè, thì sáng chủ nhật cũng phải chạy xuống thành phố đi làm lại. Nên là em muốn là khoảng 10:30, 11 giờ anh về nhà để nghỉ ngơi, ngủ, để sáng mai anh đi làm sớm. Nhưng mà chị thấy vậy nè em, thực ra vợ em cho em ở cái khung giờ 11, 11 giờ, 11:30 là còn rộng lượng lắm rồi đó. Với một cái yếu nhân như em về vấn đề đường ruột. Ủa tụi em có con chưa ta? Dạ chưa. Chưa kìa Bín, có mong có con không vậy? Phải hỏi cái đã, nhiều khi người ta đang kế hoạch. Thì bây giờ đang hỏi nè, mẹ có muốn không vậy? Dạ bây giờ mong rồi. Bây giờ mong rồi. Ủa nhưng mà trước đó là không mong? Trước đó tại vì tụi em muốn cái kinh tế nó vững vàng hơn xíu. Dạ. Bây giờ thì sao? Dạ bây giờ thì cũng khá là thoải mái rồi. Bây giờ thì mọi thứ nó cũng đã tốt hơn rồi. Bây giờ trước khi anh chúc thì bây giờ em có muốn nói một cái lời gì với vợ mình hay không, nhân cái dịp ngày hôm nay? Thì nay cũng 8 năm mấy rồi thì anh cũng cảm ơn em đã theo anh từ đó tới bây giờ mà chưa bao giờ mà than vãn, mặc dù là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì hôm nay anh cũng có một cái bài hát tặng cho em, tặng cho các quý vị khán giả ở đây, đặc biệt là anh Quốc Thuận. Ủa sao không tặng chị hả?
Dạ chị không, cái loại này người chồng đúng chị rồi. Đi vô à? Này chỉ à, riêng chồng. Anh Thuận chắc hiểu thôi. Nỗi lòng của người chồng. Dạ. Bài sợ vợ. Trời ơi, bạn này có duyên quá à. Em có duyên quá trời luôn. Vợ tôi sợ. Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ. Sách có câu sợ vợ mới nên. Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thanh hiền. Chứ thân bãi thước ai sợ gì phụ nữ. Văn Huyền. Hỡi những bậc nam tử mỹ tu. Hỡi các đấng trưởng phu từ thanh niên râu chi hư cụ già lão như. Hãy đứng lên chung lưng đấu cặc mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà. Bà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ. Còn họ ghét thì họ gọi là thờ ba. Đây em nghe em đã không cưng? Dạ đã. Và mỗi lần em hát bài này vợ em khoái chí. Đúng rồi, mấy bà vợ bà nào mà không khoái bài này đúng không? Đó. Rồi nói chung cũng đã mong muốn thay đổi rồi. Cũng đã nói lên cái nỗi lòng của mình rồi đúng không? Thôi bây giờ thì xin chúc cho vợ chồng của Phương trong năm sau sẽ có một em bé kháu khỉnh, mạnh khỏe và đáng yêu xuất hiện trong gia đình nhỏ của hai bạn. Dạ, chúc hai em hạnh phúc nha. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ, hiện em đang công tác tại công ty Hùng Di Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo. Cái em mới lấy cái cây thước á, em gõ lên cái tay ảnh cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi. Chị mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Rồi lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó. Mong manh mà. Lúc đó nghĩ trời ơi quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa. Nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm mà khóc. Cái lúc đó ảnh mới trả lời là không phải là đau mà là vì ảnh đang tưởng tượng là ba ảnh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm như là lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi mà vợ em cũng thích em nữa mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nó đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái. Thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia dẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em dẫm lên luôn. Trời ơi, là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ, cái em nói trời ơi, rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể đi. Tại vì em biết đâu cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi anh giờ anh mắc quá. Anh mắc đánh chồng. Cái đang ngồi nói nè đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa. Mà em làm cái thủng. Trời ơi, quảng hồn luôn, nhìn vô nhà. Mọi người tỉnh bơ, coi tivi, không biết gì hết luôn. Mà mặt ảnh y như con gà nồi vậy đó. Đó quá hả, cỡ quá luôn chị, từ lúc rất đó. Rất là lớn luôn. Con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Dạ. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm. Mà do thường ai? Thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy. Cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị. Em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em ở trong lớp, hai nói trời ơi, trưởng quen ai cũng quen, thằng y như BD vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn. Nói mà thấy không, nó đi kìa. Lúc đó đợt đi núi Bà chơi á chị, cái đi cái tướng, cái chị đi sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa, y như BD vậy đó. Vậy là cũng quen nữa.
Em đứng em đi. Không đứng đi thử coi đi BD không tôi. Đứng sao mà đi đi anh để em Thuận đi coi ai BD. Thử với tôi nè. Nó đợi. Nó có gì đâu. Nó cái gì đâu hả? Đi thời trang luôn, cách quốc luôn cho chị Thuận. Đi xuống thảm đỏ rồi. Đi đây nè, coi nè, coi con nè BD hơn nè. Áo xanh BD hơn. Đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính hơn tôi nữa. À bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ, ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái em đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi thì thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói ừ thì vậy đi chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay ảnh làm hết chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Trời thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp đàng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Bắt đầu ấy là cấn bầu bé đầu tiên á. Là lúc đó em ốm nghén luôn, đi cạo đâu có nổi đâu. Toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cấn bầu em bé đó rồi. Cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á. Cái chị không nổi tại vì không có ăn được. Mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá. Còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á. Cái anh ghé anh bỏ em ảnh đi. Anh cho cạo mình luôn. Là sao? Lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra, em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói ừ vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta dơ, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm. Ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy. Chị tới tháng tới về là ừ đưa cặp tiền dục đó đó. Rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó anh điện anh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất nha. Cái anh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái anh nói hồi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói ừ thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt đợt anh bấm cái gì đó. Y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mà nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình là rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lại anh sạc cái điện thoại. Nằm đến chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của anh lên thì em nói thiệt tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chạy đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Rồi từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi ngày phụ nữ gì đó hả? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói ừ chúc em ngày phụ nữ hết này kia. Mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà anh lên chức cái trưởng phòng á, anh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước đó. Là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại.
khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em. Tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn, em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi, cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á, em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau. Thì mình trai mình lịch sự, mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm 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 mặt này nè. Hỏi ủa gì vậy em, sao rồi, cái gì thì nói với vợ chồng. Anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp, thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả. Thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ mà em ở luôn. Em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Bắt đầu vô đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, trời cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mắc cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em cũng không kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó, nó còn bé mắc cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, cái phái lắm. Ba đi, ba mình đi ba. Vậy hỏi hai đứa tình cảm thực tại hiện giờ hai đứa làm sao? À, đang rất là hòa thuận vậy. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ vợ bỏ mình em ở nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái... Coi tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà em gỡ đại em là người đăng ký á. Đó, cuối cùng là được tham gia. Dạ. Đó. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á. Nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chết. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con đó. Giờ không có nói lang bang nghe, nói lang bang một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn thì quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ này rồi gì nữa. Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại người ta đi mắc mớ, người ta bỏ ghét, cua cho bỏ ghét bởi vậy. Cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số không chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng gì em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được, đúng không? Dạ. Nè, thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này để chi, để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em, mình không có co mình lại nữa. Dạ. Yeah. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình.
Dạ, con chào cô ạ, con chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh? Con ở đâu? Con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội? Vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Con tên là Niên à? Con tên là Hạnh. 24 tuổi, vâng. Nhỏ, trời ơi. Con là gì? Con giới thiệu lại tên gì? Con là Lê Viên Hạnh. Lê Thiên Hạnh. Lê Viên Hạnh. Lê Viên Hạnh. À rồi. ZD. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. Vâng. Con kinh doanh gì nè? Con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Nhưng mà hình như là hai con là một cặp TikTok. Vợ chồng nổi tiếng trên đâu nè? TikTok. Đó. Đúng không? Dạ vâng ạ. À vậy đây là TikToker. Đó, mà nhất là cô vợ là một TikToker rất nổi tiếng. Ai mà đã từng tham gia cái mạng xã hội TikTok này sẽ rất là quen thuộc với gương mặt này nha. Rồi bây giờ quay lại nha. Anh muốn hỏi chút bây giờ kêu chú đi chú, tại vì hai đúng đứa rồi. Là rất trẻ, là trẻ tụi con sinh 1997 hả? Dạ vâng ạ. Đó 1997 là bằng Trefi đó. Đúng rồi, Trefi đã gọi em bằng con của cô á. Bằng chú thì bây giờ coi như là các con gọi chú bằng chú hợp lại, đúng không? Tại vì biết sao cái chương trình Vợ Chồng Son này nó sẽ kéo dài khoảng mấy chục năm nữa. Thành ra là hồi đó lúc mà mới làm thì mọi người sẽ gọi là anh chị. Nhưng đến thời điểm này sẽ gọi là cô chú. Rồi 10 năm nữa sẽ gọi là ông bà hoặc là hai bác. Ví dụ như 30 năm nữa chắc lên gọi bằng hai cụ. Hai cụ. Trời ơi, chào cụ Vân, cụ Quốc Thuận. Trời ơi. Cố nữa. Cố nữa. Ừ. Trời ơi. Trời. Dạ, tụi mình... con xin chào Cố Thuận với Cố Vân. Rồi, bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Dạ vâng ạ. Ok. Ai nói cũng được. Dạ vâng. Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Con cũng có từng một chút mọi người biết đến một chút bởi vì là con có trả lời một cái cuộc phỏng vấn tiếng Anh với đất nước Hàn Quốc ạ. Và khi đó thì cũng anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì cả. Vâng, không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có gì ạ. Vâng. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện con? Thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Và thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot kiểu mà bỗng chốc kiểu như là sau đêm nổi tiếng luôn sau cái nghe có tiếng tăm đó kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Thì con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ cứ kiểu như là con thì con rất là ngại mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi gắp cứ gắp để cho ăn kiểu cố vô tư đúng không? Có nghĩa là kiểu thế vô này tư à? Thoải mái. Dạ có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói ạ và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng thế là bạn ấy tới và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Vâng và hoàn toàn chưa có ấn tượng gì nữa. Tức là con thì chưa có ấn tượng với bạn này nhưng mà con thì có ấn tượng với Tiên không? Kiểu một chút xíu đấy, kiểu như là xíu đúng không? Một người rất là thoải mái, kiểu như là trong rất là tự tin đúng không? Mình một mình Tiên như vậy. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con cũng phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Đó, rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Đâu, kế hoạch con sao con trình bày coi. Để cho là bạn xem đài người ta sẽ học theo cái cách của con đó, có thể cách tiếp đổ đó. Không, cách nào con thì con kiểu như là thực ra cái cách này con được tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo bây giờ anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả ô mai hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến mà con đến thì con cứ kiểu như này, con đến sắp đến nhà con bảo Thủy Tiên ơi, ra đây anh nhiều tí. Đây hôm nay có ít hoa quả. Xong rồi con đi về luôn. Về luôn. Xong rồi đưa vào về. Nhưng mà đưa xong rồi dần nói câu nào mấy hôm đầu thì mình phải như vậy. Mấy hôm sau bắt đầu đến bước thứ hai là xong rồi mình kiểu
tức là con đến trong khi Thủy Tiên kiểu chưa trang điểm gì mà chưa gì cả. Thế là đến rồi rủ đi chơi xong lượn vòng xong đi về. Nhưng mà Thủy Tiên anh hỏi nè, cái ngày đầu tiên mà anh qua đó, anh đưa cái vỏ trái cây đó, em dám ăn, con dám ăn không? Có, tại vì con không sợ trong đó có độc hả? Dạ không ạ, tại vì sao ạ? Lúc đó thì chúng con chỉ là bạn bè công việc thôi ạ, hoàn toàn chưa có gì. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo: "Alo, em xuống dưới nhà nha, anh có cái này." Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền như vậy. Không nói một tiếng nào. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao, cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm. Nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Giống như cô giáo dạy tới lớp 3 là cô giáo chết. Cô giáo chết rồi đó. Nghĩa là tại vì cưa dính rồi đó, bây giờ đâu cần mua nữa. Dạ. Đúng không? Rồi vậy là sao? Rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau? Theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á. Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Và kể cả có đến mà đưa đi chơi á thì cũng con cũng không có trang điểm gì hết, tại vì bạn bè thôi, chỉ nghĩ là đi vòng vòng để nói về công việc thôi. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Thế là con cũng thấy người ta có cái ý với mình mà mình không nói gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này. Con bảo là: "Nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai Nam Vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha." Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng: "Này em ơi, không có được nha. Không, như vậy là không có được." Nhưng mà con hỏi: "Thế tại sao?" Thì anh ấy chỉ nói là: Như vậy là không được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được mà không nói lý do? Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Dạ. Hơn một tháng thôi. Nó nói lâu quá. Mình cứ tưởng là cả năm. Năm mấy. Ai dè là coi như là chỉ mất tốn tiền qua quả là một tháng trời. Tháng thôi, như vậy là chính xác là có 30 ngày thôi. Đó. Đó. Rồi bây giờ nè, cái nhân cái cơ hội đó là bao lâu thì con mới tức là khi tỏ tình với cổ mới khi nói mà, khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là dính bẫy rồi đấy. Ôi. Bẫy rồi đó. Dính rồi đấy. Thì rồi sao lúc đó là con tiếp tục làm gì? Tức là chờ khi mà Thủy Tiên đi bên đấy về xong ạ. Tức là khi mà con nói là thôi em không được có bạn trai bên đấy, chắc là Thủy Tiên biết là mình thích rồi, mình chưa nói thôi. Thì chờ Thủy Tiên đi về xong rồi ấy đấy, xong rồi mà đi bao lâu? Có như Tiên đi Thái Lan mấy thì hôm đấy ạ? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy có lại còn trêu lại là: "Thế đã tìm được anh nào chưa?" Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè. Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui. Thôi nhưng mà lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời, đồng ý luôn ạ. Dạ vâng. Có nghĩa là gần 2 tháng đúng không? Gần 2 tháng. Đúng chính xác là 1 tháng tuần. Tháng tuần á. Tháng tuần á, đúng không? Là hai đứa là chính thức là cảm mến nhau, yêu nhau. Dạ. Nói nghe nè, con á là một hot girl, đúng chưa? Dạ. Cũng có chút tiếng tăm. Vậy mà tại sao lại không có bạn trai? Mà tại sao con lại quyết định là chấp nhận ảnh? Thật ra lúc đó thì con chưa có gọi là mình mới thử gọi là làm quen thôi ạ, gọi là mình nhắn tin trò chuyện với nhau nó nhiều hơn, rồi mình cho nhau một cái cơ hội thôi, chứ lúc đó vẫn là chưa yêu đâu ạ. Lúc đó là cho nhau cơ hội là để mình quan tâm nhau hơn, mình trò chuyện vào mỗi buổi tối, chứ trước đó thì cứ đến tối là anh tới thôi ạ, chứ còn cũng không nói chuyện nhiều ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ. Nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn là như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Mà vệ tinh này cũng thuộc loại là vệ tinh bự chứ không phải là tầm thường đúng không? Đúng không? Dạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thì đầu tiên là thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Đó là lúc đó là còn đấy, nhưng bây giờ nó con bự lắm. Ngày đó con có 48 cân, bây giờ con 60 cân rồi. Nó càng ngày nó càng phát tướng ạ. Thì là cái lúc đó thì anh này tán, nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy, bởi vì anh ấy có cái anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ, ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ, mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ,
nhưng người ta kiểu con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ như là anh thấy em làm cái này là không có được, em không nên làm cái này, em nghe anh đi, anh là đi trước, anh luôn luôn chỉ cho em những cái tốt nhất, rồi thì em làm này là không được đó, rồi là sẽ có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì cứ nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh sẽ nói rằng Tiên ơi, nếu mà em làm ra cái trường hợp này nha, thì em sẽ có thể đem đến là cái hậu quả như thế này nha. Cái này thì anh tùy vào cái hành động của em thôi. Nếu mà em có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó, và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn, là con sai nhiều lần thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá. Nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục. Từ cái cách anh ý rèn luyện mình, chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ. Anh ấy không áp đặt mình. Dạ. Rồi cô muốn hỏi chút xíu con ha. Dạ. Thì khi mà con gặp Thủy Tiên là trước đó con đã có yêu ai chưa? Trước con yêu rồi ạ. Có yêu rồi. Mà lúc mà con gặp Tiên là lúc đó con đang độc thân hay là con vẫn là có đang có tình yêu? À, lúc ấy vừa mới chia tay ạ. Vừa mới chia tay luôn. Rồi, và con quyết định là đeo đuổi cô gái này đúng không? Thì con tìm thấy cái điều gì đặc biệt ở Thủy Tiên? Con thì con bạn ấy tìm được ở con điều đặc biệt rồi đó, thì còn con thấy bạn đó đặc biệt điều gì? Con thì con thấy bạn này, bạn ấy cái đầu tiên là nhìn vào rất là xinh. Đấy, cái hồi đấy, nhưng bây giờ con thấy xinh hơn cơ. Mập lên thì xinh hơn. Xinh mà. Vâng. Thì cái tiếp theo là cái bạn này, bạn ấy kiểu thoải mái. Kiểu như là mình bảo là bây giờ mình mà lấy một người vợ thì mình phải gọi là mình phải cảm thấy được là người vợ của mình phải là người thoải mái, kiểu như là người ta bảo là giàu vì vợ giàu vì bạn sang vì vợ đấy. Thì con thật cảm thấy là khi mà bạn này bạn ấy mà đi cùng mình, bạn ấy mà đồng hành cùng mình thì mình sẽ cảm thấy mình rất là sang lên từ hay quá. Rồi bây giờ anh muốn chú muốn hỏi Thủy Tiên. Dạ, vâng. Tức là như hồi nãy cô Vân có hỏi con đó là ở cái tuổi của con mà với một cái nhan sắc của con thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều vệ tinh có điều kiện để mà quay quanh con. Vậy thì khi con chấp nhận con quen ảnh, vậy thì khi mà con về nhà ảnh á, thì con thấy ảnh gia đình ảnh như thế nào, có điều kiện hay không, hay là có được như những cái điều mà như vệ tinh của con mà theo đuổi con á? Dạ vâng ạ. Con thì con cảm mến vì là tâm phục khẩu phục anh ấy, và con lại có một cái điều mà anh ấy rất tuyệt vời luôn, là anh rất là hiếu thảo. Rất hiếu thảo luôn ạ. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục. Bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Và trong cái thời điểm mà quen con thì vẫn chưa có cái điều kiện gì cả. Nhưng con thấy được cái ý chí và cái cách mà anh ấy đã rèn luyện lên con. Đó. Và khi anh ấy, thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần, đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong: mẹ ơi, cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin: con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi anh ấy, có nghĩa là nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút, không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi, nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Đó lại là một cái dạng là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mát lòng mát ruột. Tại vì thằng con trai của cô á, dạ, nó cũng vậy á. Vâng. Tức là bạn này là tuổi Sửu nè đúng không? Dạ. Con tuổi Sửu, hai đứa đều là tuổi Sửu hết. Vâng, con kém hai tháng. Trâu vàng đó. Vâng. Vàng. Thì con có biết là khi mà cái người mẹ mà được nghe những cái điều đó từ con trai của mình hoặc là con gái của mình, con gái thì là bình thường nha, nhưng mà nếu với con trai thì nó hạnh phúc khủng khiếp. Mệt cỡ nào mệt, chỉ cần nó hỏi thăm là hôm nay mẹ mệt không, mẹ đi làm mệt không, mẹ ngủ ngon nghe, love you, ví dụ vậy là thôi đó. Đã vậy bao nhiêu chiều. Nhọc đúng nhằn là tan biến á. Mà thường thì là lúc đầu là đó. Lúc đầu khi mà con ở thì với mẹ thì thật ra mẹ cũng hơi ngại. Xong rồi có một lần là như này, con bảo con gọi điện xong con chúc mẹ ngủ ngon, con bảo con yêu mẹ, xong rồi mẹ không nói gì cả, tức là mẹ bảo ừ thôi thì con đi ngủ đi nhá, đi ngủ sớm đi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Xong rồi con lại gọi lại một lần nữa, tức là tắt rồi, và con lại gọi lại một lần nữa, con lại hỏi là mẹ quên, mẹ chưa nói yêu con à. Thế là mẹ bắt đầu mẹ yêu con, thế bắt đầu là đi ngủ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình
một đời mình sống được gọi là cứ cho là trăm năm đi, thì còn trăm năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Còn hơn là đến lúc nó đến lúc mẹ không nghe được ra, nữa. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Bởi vì đàn ông nó thật rất là nhiều, những Việt Nam mình rất là ngại, rất là ngại bày tỏ đó. Anh có thể mua những cái món đồ để mà mẹ anh thích, hoặc anh có nghĩa là anh có thể làm một cái gì đó cho mẹ anh, nhưng mà để nói một cái câu mà mẹ ơi con thương mẹ quá, con yêu mẹ quá như Duyên Hồng thì thật sự rất là khó đó em. Mà rất rất nhiều những người đàn ông như vậy. Trời ơi, anh ấy còn ôm mẹ hàng ngày rồi thơm mẹ, trời ơi thơm chụt vào má cứ chụt, trời ơi con xem mà thật, con lúc đầu con cũng ngại quá. Thôi để chút nữa, để lúc đầu con cũng ngại lắm, nhưng bây giờ con cũng quen. Bây giờ trong gia đình ví dụ như là con mới về nhà cái là anh Hạnh chứ. Nào ba mẹ con thơm nhau nào. Trời ơi đó. Nhưng mà sau khi mà con chứng kiến những cái việc chồng con làm với mẹ như vậy, con có thay đổi cái thái độ của con với mẹ mình không? Có là con bắt đầu có nói là con yêu mẹ, con ôm mẹ không? Thật ra thì mẹ chồng con thì rất tuyệt vời. Không, với mẹ, với mẹ ruột của con á. À với mẹ của con ạ. Dạo gần đây thì có bắt trước rồi ạ. Có bắt đầu là cũng mẹ con rồi con yêu mẹ rồi là mẹ cũng yêu con, mà ngày trước là hai mẹ con là hay là cãi lộn vì là hai mẹ con là kiểu không khắc khẩu ấy ạ. Khắc khẩu và hay cãi lộn lắm ạ. Hoặc là cứ ngồi gần nhau là thấy là kiểu như là rất là yêu thương nhưng không có ấy. Nhưng mà dần dần bây giờ con rất là tôn trọng và nói yêu thương. Thôi con ơi, như vậy là con bị lây chồng con rồi. Lây cái điều quá tốt. Mà lây điều đó là quá tốt. Chú cổ vũ và hy vọng chú cũng bị lây bởi hai vợ chồng con luôn. Chị nói em á là em phải như vậy, em phải như vậy mới được, nó đã lắm. Khi mà mẹ em nghe em nói, mẹ em sẽ rất đã, giống như chị mà nghe thằng Phi nó nói như vậy với chị đó, chị sung sướng lắm. Rất cảm ơn hai em đến chia sẻ điều đó. Và không chỉ anh không đâu, mà quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả nam á, những người đàn ông trưởng thành, chúng ta cũng nên có một cái sự gọi là bày tỏ cái tình cảm đúng của mình với mẹ của mình và với ba của mình luôn. Rồi thôi bây giờ mình trở lại đi, lần đầu tiên con gặp mẹ của bạn này thì như thế nào? Dạ, mẹ của anh ấy thì mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời ạ. Con thương và cảm phục bởi vì anh ấy là một người con hiếu thảo này, một người rèn luyện lên con những cái đức tính tốt hơn này, con thấy mình trưởng thành hơn này, và đặc biệt nữa là một người mà vươn lên từ trong nghèo khó. Hai mẹ con anh ấy tần tảo nuôi nhau. Mẹ anh ấy thì là làm công nhân bốc gạch ấy ạ. Với số lương rất là ít ỏi nhưng nuôi anh ăn học đàng hoàng. Và sau đó thì khi mẹ anh nghỉ hưu rồi đó thì là mẹ anh có đi làm phước làm phúc đó, là đi nuôi các bạn nhỏ chất độc màu da cam ấy ạ, ở trong tại làng hữu nghị Việt Nam ấy ạ. Thì lần đầu tiên con gặp mẹ là khi mà công ty chúng con là tổ chức cái đêm trung thu từ thiện để tới gặp và tặng quà cho các em. Thì khi đó thì ở tại đó thì cũng có rất là nhiều mẹ nuôi, có 12 mẹ trong một cái ngôi làng, và ví dụ như là một mẹ sẽ chăm là 20 cho đến 25 em luôn ạ. Mà trong khi các em thì cũng có những em mà chưa biết gì, hoặc những em là có một chút những cái như là khiếm thính hoặc là khiếm thị hoặc là không thể sinh hoạt được. Nói chung có nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà khi mà con hỏi rằng là các em ơi, các em thương mẹ nào nhất? Con có hỏi một câu như vậy thì các em nói là chúng em thương mẹ Thúy nhất. Thế là lúc đó là con biết là mẹ con rất là nhân hậu, rất là nhân từ và chăm sóc các em là không bằng có dễ lòng không có dễ dàng đâu, nhưng mà mẹ con có thể là dịu dàng để chăm sóc các em mà khiến cho các em thương được thì phải nói là tuyệt vời và số 1 ạ. Ôi mẹ của Hồng hôm nay nghe này mát bởi vậy lắm. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không, và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ, trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết. Là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi, trước khi tới cái phần hấp dẫn. Đó là từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Được, chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà gọi là đến mức mà kiểu trời ấy rồi thì có ạ. Kiểu mà, như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ dữ dội. Trời ơi. Đó là cái chuyện gì? Hai đứa đều đâu lý do con kể coi. Con thì con thì không nhớ lý do. Có nghĩa là cái trận mà bùng nổ lớn nhất đó là lý do nguyên nhân gì?
Lúc đó con cũng không nhớ là làm sao mà chia mà giận dỗi mà định nói chia tay, mà gọi là gần như là sắp chia tay rồi đó. Có liên quan đến người thứ ba không? Không. Hay người cũ hay là? Dạ không ạ. Nhưng mà có nghĩa là trong cái quan điểm sống một chút thôi. Thì là con, thì là lúc đó có duy nhất một lần thôi ạ. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập piu một cái. Anh bảo là bây giờ đã, nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, con bị gọi là con trời ơi, con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh nghĩ lại và anh xin lỗi. Bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy, vì là một người rất là tình cảm, nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn, thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Thôi như vậy là quá đẹp rồi. Nhưng mà cái cuộc cãi nhau đó phải là có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân là kiểu gì? Chúng con cũng không nhớ lắm. Nhưng mà phải nói là tất cả, ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ. Cãi nhau mẹ chồng con buồn, mẹ chồng con bảo: "Thủy Tiên ơi, con không thương mẹ à? Con về đi con. Con về với mẹ đi. Con về với mẹ đi." Mẹ nói liên tục cái câu "con về với mẹ đi". Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói "con về đi con, về với mẹ đi con". Là lúc đó con cũng rưng là con thương quá. Thế là có nghĩa là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó. Như vậy em quá là may mắn rồi. Mẹ. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành, bây giờ qua cái phần qua kia đi. Qua tới cái phần hấp nhường dẫn nhất đây đi. Nè. Đó, bạn Duyên đi, bạn Duyên Hạnh ạ. Tại vì nãy giờ tất cả những câu chuyện rất là hay rồi chị. Bây giờ mình đến cái phần mà nó hay hơn. Đó. Bây giờ nè. Cô ấy đẹp quá, dễ thương quá, bây giờ lại là một hot TikToker nữa. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không, một năm bảy tháng ở với nhau, thì cô có lòi cái tật xấu gì ra? Có tật xấu, có yếu Hạ Duyên gì? Hồng. Xấu. Cười. Thì vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều, đi tắm thì muộn. Theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy. Để gọi là thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Để làm. Thì người ta TikTok kiểu mà vậy. Người ta làm về IT mà. Thì phải chịu thôi chứ giờ sao. Nhưng mà kiểu nhiều con khi mình nghĩ lại mình vâng làm đó tự dựng hết, tự quay. Ủa nó mất thời gian lắm. Nhưng mà cái lười tắm đó cũng là cái tật xấu nè. Không, tắm buổi đêm, tắm đêm. Dạ. Tắm đêm là không tốt, cái đó là không tốt rồi. Là hai cái đó thôi à? Vâng. Ví dụ nữ công gia chánh thì sao? Nấu ăn thì sao? Ở nhà có bừa bộn hay không? Đó, đó là những cái xấu đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu. Và là cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm, nên là kiểu như là có ok không có thứ ấy. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sau Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy. Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Và mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè các thứ để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn ấy cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là không một trong hai thôi, đúng không? Dạ vâng. Rồi kiểu mình không nên ấy, mình nên đặt cái vợ mình thích hơn. Rồi có thêm tật gì nữa không? Khui ra đi em. Có nóng hay là không? Ở nhà hay là trước khi lên chương trình là cô ấy coi như là căn dặn rồi, không được nói tật xấu của tôi nha. Có nóng tính, có ai cọc đó. Không? Nóng, bình thường, kiểu bình thường thì rất bình thường, nhưng mà trừ những lúc nóng tính thì cũng nóng tính. Bình thường rất bình thường, những lúc nóng tính thì rất nóng tính. Rồi sao, có hay mua sắm không nào? Có bị cuồng mua sắm không? Mua sắm thì bản thân con thấy là cũng không cuồng lắm. Thôi như vậy là không có đặc sản. Nhiều lúc con bảo bây giờ em phải đi mua tất cả những cái đồ này đi để lên đi anh sẽ mua cho em. Vợ con bảo thôi, nói chung là anh này coi như chắc anh bị nghiến răng trước khi lên chương trình. Bây giờ vậy nè, bây giờ con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Thay đổi con muốn kiểu Thủy Tiên như này thôi, kiểu cứ bình thường như thế thôi, không cần thay đổi gì. Không cả. Thay đổi gì luôn. Cho nó tắm đêm luôn nha. Thay đổi đúng hai cái kiểu tật xấu vừa nói đấy. Có nghĩa là bớt cầm điện thoại. Thì con phải nói.
phải sờ tận tay dây tận chán, ráng thành mỡ mới được. Ôi. Con đừng có cho tự hiểu. Bây giờ con nói nè, giờ muốn Thủy Tiên thay đổi. Không, con nói nhiều rồi. Thì giờ nói, nói đi. Nói cái này anh là muốn em thay đổi. Cái này là bằng chứng trước tòa. Đang ghi hình rồi, bây giờ vợ ấy đi. Em nói đi, vợ con nói trước. Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Ừ. Nói gì nữa? Điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt những thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Đó, thâm quần của mắt là mai mốt đi ra đường phải đeo kính đen đấy. Ôi dạ. Trời ơi con, mà anh mà dụ con đi tắm là chú thật là phải nói là anh ấy kéo, anh ấy lăn lê con cứ nằm thế này cho anh kéo đôi chân để con cứ kệ. Ôi trời ơi, mùa hè mà còn lười tắm như vậy chắc mùa đông chắc không phải là lười tắm luôn. Ngày nào cũng tắm ạ, nhưng mà đêm kiểu như là trước khi ngủ mới tắm, 2 giờ sáng tắm lắm, nguy hiểm lắm nhỏ. Đấy rất là nguy hiểm ạ. Ủa nhưng mà bây giờ là các em là chưa có baby đúng không? Đã có rồi ạ. Có rồi đúng không? Trời ơi, mới sinh nở mà lại tắm đêm nữa thì càng nguy hiểm. Wow, con trai của con là 13 tháng và cháu cũng là hot TikToker. Wow. Dạ. Dạ. Bây giờ tới em đó. Ủa anh tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing đó. Luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thúy Tiên. Bằng. Trời ơi nó là thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời con ơi. Con có chạy giống đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng được, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Trời ơi. Mà mỗi lần gì con vui lắm đúng không Khánh? Hồng. Mỗi lần gì con vui lắm không? Vâng ạ. Trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng ấy mà nghiện à, cũng như thế nghiện đúng mà ngày nào mà không hút súng là cũng như thế vâng cũng trùng chăn đúng rồi, là con đang nằm đây trùng chăn thôi. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu, nhưng mà tôi còn đào tạo dần, mà cái đấy đôi lúc kiểu vợ con bảo cái tối kỵ, cái là cái gọi là cái không thể chấp nhận được, nó quá vô duyên. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Ừ. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Ghen trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, và con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ, đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông, là đâu ghen sao nào, trời ơi dễ sợ lắm ạ. Ví dụ đi ạ, ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ, đó là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là em đi vào Sài Gòn hả, đi với Hà hay đi với Vi? Có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng, hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó, đang làm gì. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó, như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ trả lời lại, chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Phải nói là mà anh này, ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ, ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ, là anh soi cái camera rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát zoom rỡ nữa, trời, xong rồi anh về anh đùng, tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này, mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được, trời ơi, anh đùng nổi giận rồi, là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Trời ơi, hay con khoái? Trời ơi, không ạ, không khoái đâu. Anh ấy lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con sao vậy, mà cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần rồi. Xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên, và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài, rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút và không có... Trời ơi, anh ấy tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Bây giờ còn vậy không Hồng? Bây giờ đỡ hơn ạ. Vâng, bây giờ thì anh đỡ hơn rồi ạ. Vẫn thế mà. Mới cách đây 3 ngày không, vẫn còn thế mà. Vẫn soi camera. 3 ngày này là con không dặn gì em ấy cả. Dạ, có nghĩa là có không thêm một bạn gì. Đi nữa nhưng không còn dặn là phải báo cáo lại nữa rồi ạ. Anh nghĩ cái đấy kiểu ấy thôi. Kiểu bây giờ mình... kiểu đi vào Sài Gòn đi một mình thôi ấy, phải đi hai chị em. Nói chung là do thương vợ và lo cho vợ thôi ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là anh ấy
Anh ấy con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì đã... đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Mẹ chồng con cũng cưng con, nói chung là như công chúa, con như công chúa được bao bọc vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Thôi nghĩa là không mong muốn chồng thay đổi điều gì. Cứ như thế, đúng không? Và con cũng vậy, đúng không? Thầy muốn cho vợ thay đổi một hai điều thôi, đúng không? Rồi, bây giờ thực sao ra ta? Tụi con biết không? Các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là một tầm năm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng có, không? Có khủng hoảng. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Không cãi nhau này. Mệt lắm. Thôi. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn. Tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Đó, cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Hai vợ chồng em đã đẹp về hình thức rồi. Và trong câu chuyện hôn nhân của các em chia sẻ đó là những câu chuyện toàn là những câu chuyện thật là dễ thương, thật là đẹp. Đó, thì anh chỉ mong là hai vợ chồng em cứ như thế này và phát triển và yêu nhau mãi mãi nha. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.